chương trình này được bảo trợ bởi jean và kim thư cherry nơi duy nhất bán vàng bốn số chín của hình bản đồ việt nam bảy một và bảy một bốn ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín bốn bốn chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy và bảy sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714-741-2008 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Good morning Sài Gòn. Vào buổi sáng thứ ba hôm nay 27 tháng 6 2023. À xin kính, kính chào quý vị khán giả đến với chương trình cà phê sáng ngày hôm nay chào Lê Thái. Dạ vương Lê Thái xin gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến anh Nguyễn Trường. À, ngày hôm nay 27 tháng 6 à, ngày thứ 3 chúng ta thấy rõ ràng là tháng 6 nó gần đi qua rồi. Vâng. Nhưng mà buổi sáng đó thì không thấy mùa hè đâu hết à trời nó vẫn lạnh như vậy nè tối hôm à, qua cũng lạnh, buổi à, chiều sẵn, tối năm sáu giờ thì bắt đầu nó hơi lạnh lạnh rồi à, Ngọc Lan thì đang đi công tác ở Alaska thấy Ngọc Lan gửi về quý vị có thấy ngày hôm qua đó trong phần <laughs> cuối của chương trình cà phê sáng thì Ngọc Lan gửi về bản tường trình ngắn mà thấy 11-12 giờ đêm mà mặt mà trời nó còn sáng trưng à ha mình <laughs> thấy yeah. rõ ràng là thành phố đó không bao giờ biết đi ngủ là gì yeah. hết Tại vì buổi tối mà giờ vẫn sáng vậy sao tao ngủ được Với lại cái khí hậu ở Alaska thì em nghe nói là nó, rất là nhiều mũi Nơi đó rất là nhiều mũi và còn, còn với lại cái cái múi giờ nó hoàn toàn nó khác với Cali à. khá của mình Thì em nghĩ là rất là cũng rất là khó khăn cho chị Ngọc Lan cũng như là cái team work của mình Khi mà làm việc ở à, lấy những cái bản tin hay là làm những cái chương trình mà hành à, ký sự về à. Alaska ở đó Thì hơi, hơi hơi bị khó khăn trong vấn đề thời gian đúng không anh Trung? À đúng rồi, thấy rõ ràng Ngọc Lan quay nói rằng là 12 giờ đêm mình thấy ủa sao trời sáng trưng à? Ngọc Lan nói là chừng 2 tiếng nữa thì mặt trời bắt đầu mọc lên lại Ủa wow. Vậy thì không có không có đêm mà không có tối hả à. đó <laughs> trời nó không có tối đó nhưng mà quý vị sẽ đón coi những cái phóng sự của Ngọc Lan trong chương trình Việt bao la à, sắp tới về những cái à, việc mà Ngọc Lan với lại à, phóng viên của Sài Gòn TV đi vòng vòng Alaska coi à, cá hồi nè tuyết nè sông băng nè rồi những người Việt đang sinh sống tại Alaska như thế nào nữa nghe kể sơ sơ đó là có một nhà hàng Việt ở Alaska nữa ừ. kinh doanh phở mà ai cũng thích hết à, chuyện đó như thế nào thì trong chương trình Việt bao la sẽ có đầy đủ hơn ngày hôm nay thì à, gửi đến quý vị trong phần tin vào buổi sáng ngày hôm nay trong chương trình cà phê sáng cái tàu USS Ronald Reagan đang đi thăm Đà Nẵng đang ở lại Việt Nam đã trong chuyến viếng thăm à, ngày hôm qua thì rất nhiều khách mời là người Việt Nam ở trong nước được mời lên tham quan con tàu USS Ronald Reagan à, cái này gọi là tiếng Việt Nam mình á thì gọi là tàu sân bay à, tàu sân bay thì thưa với cái vị đây là cái, cái 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 tàu này đó USS chỗ nó khổng lồ hết sợ nó to dễ sợ chưa đó đi thăm Việt Nam nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó Thái, Lê yeah. Thái. Trên này có hai nữ thủy thủ gốc Việt. Wow. Đó. Đó. Thì bây giờ đó khi mà phái đoàn tới đây đó. Thì trong cái chuyến, chuyến đi thăm này đó. Mang tiếng gọi là giao lưu. Cũng như là những cái chương trình thể thao, văn hóa với lại địa phương vân vân Thì khi mà khách lên trên này đó. Thì họ được giới thiệu ngay hai nữ thủy thủ người Việt Nam. Một người à, có tên là, để cài đây, từ từ, chút xíu nữa thì sẽ có cái tên, đoàn cái gì, họ bốn chữ là, cái gì vậy? tên là Trân. Nhưng mà, cái cô này sinh năm 2000, gốc là người Nha Trang nha. Cô này thì phục vụ ở trên tàu, đây, cái cô này đây, đó. Wow. Cô phục vụ trên tàu này được một năm rồi, trước đây thì cô công tác ở trong uh, hải quân của uh, đoàn Nhật Huyền Trân, đoàn Nhật Huyền Trân cô này à, làm việc ở căn cứ ở ngay tại à, maryland à, trong thời gian vừa qua nhưng mà ngày à, hôm qua thì cô có mặt ở trên tàu cô đoàn nhật huyền trân là một trong hai ô oh, carlos nguyễn nữa à, hai người ha một người nam và một người nữ đã được giới thiệu để mà những người việt mình ở trên cái tàu này hướng dẫn đoàn du khách đi thăm à, cái tàu uss ronald reagan Đúng. Tuần Dương Hàm mà phải không hay là? Dạ, yeah, Tuần Dương Hàm. À. Ờ, ở Hoa Kỳ ở San Diego thì không biết là anh, anh chắc anh trường cũng đến nhiều lần ở USS à. Midway rồi đúng không? Đúng rồi, đúng nó rồi. Nó cũng giống đúng như chi, chiếc tàu này đúng không anh? Đúng nhưng mà có cái là cái tàu kia thì cái lịch sử của nó, nó 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 khủng khiếp hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cái tàu mới bây giờ đó dạ. thì nó hiện đại hơn. Dạ, xác. cái kia thì nó là xưa rồi. đó rồi. Đấy, bây giờ để làm kỷ niệm thôi, cũng như là trong người ta giữ lại để làm những khách đi du lịch để tới tham quan một cái tàu làm tour thôi. Còn đây là được đi vô trong này nè nha, dạ vâng. coi trên những cái khoang trên những cái uh, bên trong nó như thế nào, thì đây là Carlos Nguyễn nha quý vị nha, còn cái câu kia là Đoàn Nhật Huyền Trân, hai người thủy thủ gốc Việt ở trên tàu USS Ronald Reagan. Dạ Vâng. Uh, quay trở lại bản tin cà phê sáng ngày hôm nay thưa quý vị, giá uh, xăng của California của chúng ta từ xưa đến nay vẫn uh, nổi tiếng luôn khắp cả cái nước Mỹ lúc nào cũng đây là, là mắc nhất mắc nhất lúc nào cũng mắc nhất là cả thưa quý vị và uh, có một cái thông tin mà lại thái đưa đến quý vị về giá xăng ngày hôm nay thưa quý vị uh, tiểu bang California bắt đầu được áp dụng cái luật kiểm soát giá gas đầu tiên của quốc gia chỉ dành cho tiểu bang California của chúng ta thôi và cái hiệu cái hiệu lực nó có hiệu lực cái um, cái luật này nó có hiệu lực vào ngày 26 tháng 6 tại California và các quan chức ở tiểu bang cho biết rằng là cái luật này thưa quý vị nó tạo ra các cái công cụ mới để mà chúng ta loại bỏ tận gốc những cái tình trạng mà cắt xén cái giá gas bất hợp pháp trong cái thời gian vừa qua, giúp cho bảo vệ các gia đình khỏi cái giá xăng tăng đột biến. Và hiệp hội ô tô Hoa Kỳ là AAA à liệt kê là cái giá xăng trung bình toàn quốc hiện nay á, là chỉ là 3.57 mỹ kim cho à, trong một gallon mà thôi. Nhưng riêng cái so sánh với giá xăng trung bình của California đó, thì đến là 4.84 cent 4 đồng 84 cent thưa quý vị. Và cái luật cắt giá mới này nó là minh bạch giúp cho tất cả người dân California có thể là theo dõi được cái lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu và làm sáng tỏ những cái việc mà thao túng giá để người dân California của chúng ta không có bị tổn thương ở à, trước những cái ý tưởng bất bất chợt mà tham lam của Big Oil. Đây là một trong những cái công ty mà luôn cung cấp xăng dầu cho toàn của quốc gia của Hoa Kỳ chúng ta. Và ông Gavin Newsom là thống đốc của bang California cũng nói rằng là à, anh ông đang thành lập một cái cơ quan giám sát à, đầu tiên của quốc gia để mà giám sát cái ngành này à, 24 trên 7 và loại bỏ tận gốc những cái hành vi mà cắt giá bất hợp pháp trong cái thời gian à, thực để mà giúp cho người dân California có thể là à, tiết kiệm được những cái số tiền trong túi của chúng ta và đây là cái luật mới nó sẽ làm giúp phơi bày những cái à, những cái thao túng giá thị trường trong thời gian vừa qua bằng cách là yêu cầu cái công ty này báo cáo hàng ngày về cái thị trường và nhà, thị trường và à, nhập khẩu cũng như xuất khẩu xăng dầu trong cái thời gian mà à, cái công ty này hoạt động và cái khí đốt thì hiện nay nó tăng lên đột biến thưa quý vị và à, các nhà máy lọc dầu ngừng hoạt động bằng cách là yêu cầu các nhà máy lọc dầu phải báo cáo những cái lịch à, bảo trì hoạt động à, và những kế hoạch tiếp theo trong thời gian thực à, hiện nay thì à, quốc gia cũng như là bang California của chúng ta thành lập một cái ban giám sát và có thể là sẽ à, cung ứng cho chúng ta biết được là cái giá xăng dầu hàng ngày nó như thế nào bằng cách là kiểm soát luôn 24 trên 24 và cho người dân chúng ta biết được là uh, so với cái giá xăng của thế giới cũng như là so với cái giá xăng của những tiểu bang khác thì California chúng ta bị tăng đến đâu để mà chúng ta có thể chúng ta tiết kiệm tiền và có thể là uh, gọi là control được những cái công ty này khi mà nó quá phá giá đi thường đó khi mà người ta nói tới giá xăng ở California tại sao lại mắc mỏ hơn những tiểu bang khác ở Hoa Kỳ này thì thưa quý vị tại vì California rất khắt khe trong cái việc bảo vệ môi trường cho nên vào mùa đông cũng như là vào mùa hè vào hai cái thời điểm đó thì xăng ở tại California được chế thêm vào đó những cái chất hóa học để mà bảo vệ môi trường làm cái khí thải nó ít thải khói ra hơn cũng như là bảo vệ môi trường đó cho nên khi vào mùa hè thì chúng ta thấy là giá xăng nhích lên là tại vì họ phải bỏ thêm những chất hóa học vào để mà nó làm cho cái xăng nó vừa sạch hơn, nó vừa không có thải khói ra nhiều hơn, và cũng như là à, nhiều cái chi tiết khác nữa. Cho nên khi mà chúng ta đi tới đổ xăng ở một cái cây xăng nha, chúng ta nhìn thấy ở trên đó nè, giá xăng, rồi cộng với thuế của California tiểu bang là thuế liên bang, rồi à, những cái chất gì đó mà họ bảo bỏ vào trong cái xăng để mà là cho xăng nó sạch hơn nữa, thì bao giờ cũng vậy ở tiểu bang California là nơi mắc nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ về vấn đề giá xăng. Có, có nhiều lần đó mình thấy giá xăng ở đây lên tới 5 đồng, 6 đồng, gần 6 đồng hay là 7 đồng gì đó đồng. cho một gallon xăng Nhưng mà qua bên Texas có hai đồng mấy 3 đồng Nó ước gì wow. mà mình được à, mua xăng với cái giá đó ở tiểu bang khác Thì nó rẻ hơn rất là nhiều vì, vì ở bên những tiểu bang khác thì cái, cái khách khe về vấn đề bảo vệ môi trường đó Nó không như là ở California Kể cả xe hơi nữa xe hơi mà muốn đi vào California chạy lưu thông trên đường phố đó cũng phải qua những cái kiểm tra để vẫn coi là hệ thống khói như thế nào ống bô như thế nào rồi xe nó chạy nó có làm cho không khí nó bị dơ nữa hay không cho nên cái đó cũng là khó khăn nữa à, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 4480 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đề bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Trở lại với phần 2 của cà phê sáng ngày hôm nay thưa với quý vị có nhiều người thắc mắc nha, tại vì cuối tháng 6 rồi, đầu tháng 7 sắp đến chúng ta ăn mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ, ngày lễ July 4. Nhưng mà đến với thời tiết lạnh như vậy thì làm sao mà có barbecue, làm sao mà có gọi là đi ra biển À, tắm nắng này kia, thường thường đó là cái phong uh, cái cái, cái, cái uh, văn hóa của người Mỹ là tới ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ rồi kéo nhau đi ra biển này kia tắm biển hay là sau nhà mở lên nướng barbecue. Nhưng mà lạnh như vậy thì làm sao có được những cái chương trình vui chơi như vậy. Nhưng mà quý vị đừng lo là tại vì sau ngày thứ tư hoặc là ngày thứ năm của tuần lễ này chúng ta ở tại miền Nam California sẽ gặp con số nhiệt độ tới ba con số lận quý vị không còn là 70, 60, 80 nữa đâu mà nhiều vùng sẽ lên tới ba con số nhất là ở những vùng thung lũng ở sâu trong nội địa nhà San Antelope Valley nè hay là nhiều nơi đó thì sẽ tăng lên con số đó à, nhà khí tượng khuyến cáo rằng là sau ngày thứ tư hoặc là sớm nhất là ngày thứ năm thì chúng ta không còn cái nhiệt độ 60 70 mà chúng ta vẫn đang thấy như mỗi ngày mà sẽ là lên con số ba con số. Có thể là 101 độ, có thể là 100 độ hay là 110 độ. Tại vì cái đây là người ta dự đoán là cơn nóng đầu tiên của mùa hè ừ. đến vào tuần lễ này và cũng đã phù hợp với lại cái ngày lễ à, lao động à, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ nữa cho nên ừ. mọi người cứ à, chuẩn bị nha cũng có những khuyến cáo được đưa ra là tại vì khi họ nói rằng là khi thời tiết nóng lên như vậy bất thình lình như vậy đó thì người, nhiều người quên đó họ cứ làm việc ở ngoài trời hay là họ việc họ họ mặc áo lạnh rồi này kia đó thì chúng ta mặc quần áo nó mỏng thôi chúng ta nên tránh những cái nơi mà nắng gắt chúng ta nên vào những cái bóng mát và nhiều khi chúng ta lái xe trước khi chúng ta khóa cửa xe chúng ta phải nhìn lại bên trong coi còn sót ai trong đó hay không nhiều khi em bé nhiều khi con chó cưng mèo cưng gì của mình trong xe nữa mà thời tiết lên tới một hơn 100 độ đi thế vậy hay là ba con số đó hơn 100 độ đi thì dĩ nhiên đó cũng ảnh hưởng tới cái sức khỏe của của mà những người mà bị bỏ lại trong xe mà mình ta khóa cửa xe đi ra ngoài À, đặc biệt nữa là khi mà nóng lên nhiều người có cái nhu cầu nhảy xuống dưới hồ bơi thì năm nào cũng vậy nữa có nhiều em chết đuối ở trong hồ bơi là tại vì à, cha mẹ không có à, để ý đến con cái đó cho nên khi mà nóng lên được trẻ em ra hồ bơi thì phải luôn luôn có người lớn đứng trong chừng các em cho nên đừng có mà lơ là có nhiều người thì cái ra ngồi kế hồ bơi thấy con mình đang bơi vậy đó thì cầm phone cái dán mắt vào phone mà và cứ nhìn vậy nè đến hồi phát giác ra thì chuyện gì nó cũng đã lỡ rồi cho nên thưa quý vị cẩn thận nhé nóng chúng ta phải cẩn thận là xe cộ không bỏ sót ai trong đó các cụ lớn tuổi thì ra đường uống nhiều nước và nên chọn những nơi có bóng mát để mà mình đi trên cái quãng đường đó hoặc là dưới bóng cây để nghỉ mệt rồi hồ bơi cũng nên để ý các em xuống dưới hồ bơi phải có người lớn trông chừng và phải nhìn các em chứ đừng có nhìn vô điện thoại mà người lo tách với lại lo Facebook rồi cái cuối cùng quên các em luôn thì đó là những khuyến cáo của nhà khí tượng vào cuối tuần lễ này Ờ, nói đến mà thời tiết mà trong những ngày cuối tuần vừa qua, cuối tuần này đó, mà sẽ ừ. nóng đó, thì uh, mấy ngày vừa qua thì em có lên Facebook, em lướt Facebook đó, thì rất là nhiều người bạn của em nhất là những người nữ vài ba người thôi những người bạn trong Facebook thì mấy cô cô đó thang ở trên nó đăng những cái câu status cho nó là uh, thường ngày thì đến thời thời điểm này thì ở Cali chúng ta là nắng tắm lắm <laughs> tôi được mặc bikini để mà ra tắm biển này nọ, trong mấy nhỏ ra tắm biển rồi chụp hình bikini khoe lên luôn nhưng mà đến giờ này làm sao mà dám mặc bikini quá lạnh đi nhưng mà sau cái thông tin này nếu như mà những người bạn có lê thái mà có coi cái chương trình này thì chắc chắn là sẽ rất là vui khi mà có thể được phơi mình ở những cái ánh nắng mặt trời vào những ngày cuối tuần sắp tới khi mà chúng ta nhiệt độ cali chúng ta lên ba con số như anh trường đã nói kính thưa quý vị lễ độc lập tulipor thì chỉ còn có vài ngày nữa tới thôi mà khi mà nhắc đến cái lễ này thì hầu như đây là một cái lễ lớn nhất của hoa kỳ chúng ta đón mừng cái ngày lễ này thì Hầu như là mọi người, gia đình nào, chúng ta đều có party, bạn bè, đến gia đình, tất cả một cái. Ở Santa Ana, hiện nay thì Lê Thái có một cái thông tin mới về thành phố Santa Ana, thưa quý vị. Thành phố này sẽ tiếp tục tổ chức cái ngày lễ July 4 và diễn ra vào đúng ngày đó, vào ngày 4 tháng 7 năm 2023, từ 5 giờ chiều cho đến 9 giờ 30 phút tối, tại Centennial Park ở số 3000 West Edinger Avenue ở thành phố Santa Ana và cái sự kiện cộng đồng này nó miễn phí nha quý vị à, sẽ bao gồm là những cái à, giải trí và những cái hoạt động ngoài trời dành cho trẻ em có những cái bút bán đồ ăn xe bán đồ ăn nè rồi có những cái xe bán thịt nướng quầy barbecue, rất là vui và song song đó thì cũng có những cái màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục và có rút thăm trúng số ở sổ số rồi có triển lãm rồi có những cái cuộc thi như quý vị thấy đây là chúng ta có làm chương trình là live concert live music có nghĩa là nhạc sống rồi đồ ăn rồi khu vui chơi dành cho trẻ em rồi triển lãm rồi b bốc thăm trúng thưởng và song song đó thì có một cái khu vườn <laughs> bia cái khu vườn này thì dành cho người lớn từ 21 tuổi trở lên và à, chúng ta sẽ mang đến những cái niềm vui trong ngày lễ chu 4 ở thành phố Santana, công viên Centi à, Park. Và chương trình nhớ nha quý vị diễn ra từ 5 giờ cho đến 9 giờ 30 phút tối và quý vị nào mà chúng ta muốn vào để uống bia thì tuyệt đối là chúng ta không được đem theo bia rượu vào trong, chúng ta không được xách tay vào, chỉ uống bia ở trong đây mà thôi. và đặc biệt á, là có một cái gọi là um, cuộc thi, cuộc thi này là cuộc thi giống như làm để mà tỏ lòng yêu nước của chúng ta giống như là quay số trúng thưởng vậy thưa quý vị. và một cái cuộc thi đặc biệt nữa đó là cuộc thi dành cho thú cưng. quý vị nào mà chúng ta có những cái con thú cưng có thể mặc cho những con những con chó của chúng ta à, mặc những cái trang phục về chua phô hay là mặc những cái trang phục thật là đẹp để mà chúng ta thi trong cái cuộc thi này và đặc biệt là thưa quý vị cái bãi đậu xe sự kiện này là có chỗ miễn phí cả, chúng ta không phải tốn tiền để mà chúng ta đậu xe. Và du khách thì thành phố Santana khuyến khích là chúng ta nên đem theo những cái ghế cỏ, ghế để chúng ta ngồi trên trên phạc á, ngồi trong phạc và những tấm trải và đồ ăn riêng của mình để chúng ta có thể mà thưởng thức cái ngày lễ Pho cùng với bạn bè và gia đình ở cái công viên này thưa quý vị. Trong khi đó một bản tin khác vào buổi sáng ngày hôm nay đó thì uh, trong tuần vừa qua thì có một người leo núi uh, đúng ra là hai người leo núi hơn thì hai người này gặp nhau ở tại los angeles uh, sau khi thăm nhau và bàn tính với nhau rằng là wow mình đi leo núi chơi đi hai cờ thì khi đi, 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 đi leo núi như vậy đó thì gặp tai nạn xảy ra và những người này đã bị mất liên lạc với lại những người chung quanh và trong lúc mà đi tìm kiếm đó cũng may mắn may mắn là cái hệ thống điện thoại cầm tay của họ, điện thoại di động đó. Có cái hệ thống SOS, có nghĩa là không cần tín hiệu signal của hãng điện thoại thế như là T-Mobile, Verizon, AT&T gì đó đi thì không cần tín hiệu đó mất mất sóng luôn mà, tức là mất sóng luôn nhưng vẫn gọi được à ra ngoài cấp cứu thì quý vị đang sử dụng những cái điện thoại thông minh đặc biệt ngày hôm nay thì nói về cái điện thoại iPhone đó quý vị có thể kiểm tra coi điện thoại của mình có cái hệ thống khẩn cấp đặc biệt không cần sống đó hay không thì à, quý vị trong cuối năm 2022 thì hãng Apple đã có cái hệ thống gọi là gọi bằng satellite SOS mà làm sao kiểm tra được điện thoại của mình có hệ thống đó hay không gặp trường hợp khẩn cấp mất sóng không liên lạc không gọi được thì mình vẫn có thể gọi được cấp cứu hay không thì mời quý vị cùng trở lại sau phần thông tin thương mại bảo trợ cho cà phê sáng ngày hôm nay Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 509 4480 714 756 1070. Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889 sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 Trở lại với phần thứ ba của cà phê sáng thì hồi nãy trước phần quảng cáo chúng ta có nói về cái hệ thống khẩn cấp khi mà điện thoại chúng ta đi vào trong rừng lên leo lên núi mà bị mất sóng à, chú quý vị thấy nhớ khi mà điện thoại mình có sóng đó thì mình có 1 chấm 2 chấm 3 chấm 4 chấm 5 chấm đó 5 chấm là mạnh một chấm là nó yếu lắm đó là có nhiều khi mình mất luôn mình không có gọi được cho ai hết á thì cái câu chuyện xảy ra cho hai người đi leo núi bị gặp trở ngại bị thương và điện thoại thì lại mất sóng nhưng mà người ta vẫn tìm được hai người đó ở đâu là tại vì họ xài điện thoại iphone và trên điện thoại iphone đó có hệ thống gọi khẩn cấp tới để được tiếp ứng và không cần phải có cái uh, signal bar tức là không cần phải có cái sóng của điện thoại nữa thì nó gọi là sos mà làm sao mình biết được là điện thoại của mình đang xài cái điện thoại iPhone có hệ thống SOS hay không? Hệ thống SOS nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là bình thường. Thì nếu chúng ta thao tác một vài động tác ở trên điện thoại. Thí dụ như là bấm cái nút Power, nút tắt nguồn mở nguồn. Và một trong hai cái nút mà gọi là âm thanh lớn, âm thanh nhỏ đó, volume đó. Ấn hai nút đó cùng một lúc thì trên điện thoại nó sẽ hiện ra cái chữ SOS gọi khẩn cấp. Mình gạt qua cái đó một cái thì nó sẽ gọi khẩn cấp mà không cần có sóng điện thoại nha Nó sẽ liên lạc với hệ thống satellite Cái đó là cái cái, cái SOS bình thường Còn những cái SOS advanced có nghĩa là cao cấp hơn đó Thì hiện nay chỉ có điện thoại 14, 14 Pro và 14 Pro Max, Pro Max mới có hệ thống SOS hiện đại hơn Có nghĩa là nếu chúng ta đang ngồi trong xe hơi chúng ta lái xe cầm cái điện thoại của mình gác lên trên cái hệ thống đỡ điện thoại đó mà lỡ có tai nạn xảy ra đụng xe một cái rầm một cái mình chưa kịp gọi khẩn cấp thì điện thoại nó tự động nó gọi đến khẩn cấp nó báo cho cảnh sát biết à khi xe cứu thương biết là địa điểm bị gây tai nạn ở chỗ nào để người ta tới tiếp ứng mình liền. Thì đó là cái SOS khẩn cấp mà cái đó thì chỉ có trên dòng điện thoại 14, 14 Pro và 14 Pro Max mà thôi. Rồi bây giờ làm sao mà mình biết được là điện thoại của mình có SOS đó hay không 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 cần có cái tín hiệu của sóng mà vẫn gọi được được khẩn cấp thì quý vị và cầm cái điện thoại 12 13 14 gì đó của mình lên hay là số 10 thì trở lên đi rồi mình vào trong cái phần setting tức là cài đặt đó nha đi kiếm xuống dưới thấy có cái chữ emergency SOS nhấn tay vào đó thì quý vị sẽ thấy một dọc những cái menu là tự động gọi khi gặp tai nạn xảy ra hay là gọi một cách im lặng để cho kẻ cướp không biết được mình đang gọi cảnh sát vân vân đó. Thì đó là những cái chi tiết để quý vị có thể kiểm tra được. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói đối với tôi là ủa tại sao điện thoại của tôi nó có chữ SOS ở trên màn hình. Yeah. Đó, trên góc bên tay phải trên cùng đó và nhiều khi lại không thấy nó nữa. Thì nhiều khi quý vị cũng coi lại điện thoại mình coi có, có hệ thống SOS đó hay không Cái đó thì nó không cần cái tín hiệu cái sóng của hãng điện thoại mà cung cấp cho mình Mà nó cung cấp qua satellite Đó là vệ tinh Thì khi mà gặp trở ngại đó Mình nhấn hai nút nè Nút tắt nguồn mở nguồn Và nút volume âm thanh lớn nhỏ đó Cùng một lúc đó Thì nó sẽ kết nối với lại cái satellite Mà người ta biết được mình đang ở đâu để mà tới cứu mình thì đó là cái cách mà người mà mà quý vị có thể thử coi nha. Setting emergency SOS rồi coi một dọc menu trên đó cái nào cần mở lên, cái nào nên tắt đi vân vân. Thì quý vị cũng thấy là hiện đại thì nó hại điện. Cho nên cái gì mà mình mở càng nhiều á, điện thoại mình sẽ mau hết pin. Dạ vâng. À. Uh, quý vị nào mà hay thường bị mà chồng đánh và đánh thì chúng ta có bật chế độ này <laughs> bật chế độ này được à, đúng không anh bật chế độ lên ha dạ, gọi 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 im lặng hả gọi, gọi trong im lặng gọi im lặng sos gì cũng được á nhưng mà thật sự là cái chế độ mà gọi sos này thưa quý vị thì đôi lúc, lúc có những quý vị chúng ta khi mà bấm lỡ tay mà bấm hai cái nút khô á chúng ta một cái nút power một cái nút mà volume á thì nó cũng sẽ hiện lên một số ông bà không có biết ứng vô trong đó ừ. thì vẫn vẫn có gọi em một Đúng số rồi. người lớn thuộc tuổi thì cũng vẫn có gọi <laughs> những cái đó nhưng mà tao không biết xong người ta cancel liền nhưng mà một số người thì gọi là lập chụp lập chụp mấy cái đó thì người ta không biết Đúng rồi. nhưng mà em nghĩ rằng nếu như mà quý vị mà sắm một cái điện thoại thông minh như là giống như apple hay là iphone đó thì thật sự là nếu mà chúng ta không tìm hiểu hết những cái tính năng trong điện thoại thì vô cùng ổn nếu mà chúng ta bỏ một cái số tiền lớn mà chúng ta mua cái điện thoại này à, đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta ngồi bên cạnh lê thái là anh nguyễn trường là chuyên chuyên viên về điện thoại mà thành ra rất là cảm ơn anh nguyễn trường nhiều khi đó lê thái uh, trong cái điện thoại của mình đó uh, mình xài đó thì mình uh, gọi là uh, mình uh, mình xài hết những cái chức năng của nó đi dạ vâng. thí dụ như là ở tiệm điện thoại của mình đó thì khách gọi đến ủa bữa nay mấy giờ mở cửa mấy giờ đóng cửa chỉ họ con câu đó thôi ủa ngày ngày thứ mấy là ngày nghỉ thì thưa quý vị đâu cần phải gọi để hỏi đâu tại vì chúng tôi nhiều khi bận đó thì không trả lời điện thoại được mình google mình ừ. lấy điện thoại thông minh ra google nguyễn trường iphone là nó sẽ hiện lên ngày giờ mở cửa đóng cửa ngày nào này kia giờ làm việc từ mấy giờ đến mấy giờ không cần phải gọi nữa mà nhiều khi gọi ra đó thì mình bận quá mình không trả lời phone được là lại gọi tới gọi lui hai ba lần đó ừ. thế nên mình sử dụng hết những cái chức năng trên cái điện thoại của mình đang có thì nó nó nó, nó tiện vô cùng. Dì vâng, cảm ơn anh Nguyễn Trường. kính à, thưa quý vị, nói về cái tính năng SOS để cứu người thì ngày hôm nay Lê Thái cũng đưa đến một cái thông tin cũng là ba cha con thưa quý vị đi ừ. hai trình ở Texas, à, nhưng mà cũng nhờ cái hệ thống SOS này định vị để mà cho cảnh lực lượng cảnh sát người ta cứu hộ người ta đến cả ừ. nhưng mà thật sự là không kịp khi mà một người cha với lại một đứa con trai 14 tuổi bị chết thiệt mạng khi mà đang hai kình ở ở trên cái vùng núi ở Texas và các quan chức ở tiểu bang này cho biết rằng là có một người đàn ông ở Florida và hai cái con riêng của ông một đứa con ở 14 tuổi một đứa con là 21 tuổi à, đi hai kình trong một cái thời tiết vô cùng nóng ở tiểu bang Texas vừa qua tại công viên quốc gia là Big Ben ở Texas và trên mảnh thì quý vị thấy là cái con cái cái ngọn núi này công viên quốc gia uh, Big Ben và lực lượng kiểm lâm cứu hộ đã à, tuần tra và nhận được cái tin báo vào khoảng là 14 giờ chiều ngày hôm đó thì khi mà người ta à, đi dọc lên đó thì người ta lên đến nơi thì phát hiện ra một cái đứa bé à, một cái cậu thiếu niên 14 tuổi đã chết đó là cậu con trai riêng của ông này ừ. thì à, đi lên một đoạn nữa thì người ta lại phát hiện ra ông bố chết khi mà đang còn ngồi trong xe bị đâm xe vào trong một cái 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 vách đá và còn cái cậu con trai còn lại là 21 tuổi là anh của cái cậu con trai 14 tuổi đó thì vẫn còn sống thì khi mà người ta lực lượng mà à, cứu hộ đặc biệt các người ta đến người ta điều tra người ta xem á, thì người ta nói rằng là tại vì cái cậu con trai này á à, cậu con trai 14 tuổi thưa quý vị đang đi nửa chừng thì bị cái thời tiết quá nóng đi cái vùng núi này là nổi tiết nóng à, nổi nổi tiếng là nóng thưa quý vị thì cậu này bị ngất xỉu và cậu, trở nên là bị bệnh bị bị mất nước và rất là mệt thì ông bố này mới lấy xe lái đi để tìm những cái người để mà cứu hộ thì khi mà ông lái xe thì em em nghĩ là chắc lái xe quá nhanh đi gấp gáp quá thành ra bị tai nạn và đâm vô vách núi chết thôi chết thì các cậu con trai còn lại là 21 tuổi là anh của cậu này á, thì ẩm em cổng em đi dọc theo cái bờ đó để đi lên phía đầu của một cái ngọn đèo một cái ngọn núi đó để mà chờ thì nguyên cả một cái ngọn núi này thưa quý vị hoàn toàn là không có một cái mái che, không có một cái bóng râm, một cái cây nào cả. Và cái thời tiết lúc đó là một cái thời tiết vô cùng nóng. Và uh, người ta nói rằng là cái đường mòn là Marufo Vega này á, vào cái thời điểm mà mấy cha con này bị mất, á, nhiệt độ là 119 độ F, tương đương là 48 độ C và khi mà những cái cơ quan chức năng người ta đã lên đến nơi người ta cứu rồi thì là hai cha con đã bị thiệt mạng rồi còn một cái cậu còn lại thì người ta không cho biết danh tính thôi thì đây là một trong những mà uh, khi mà cái cậu 21 tuổi này cậu nói là ba của cậu đã phát cái tín hiệu SOS từ điện thoại ra để mà uh, để mà nhờ cái lực lượng mà cứu hộ người ta cứu nhưng mà không kịp À, Ngọc à, lê thái có để ý đó là nhiều khi à, có những cái chuyến đi chơi gọi giả ngoại đó hay là gọi là đi leo núi rồi này kia đó tại vì những cái người mà rành đó thì đi vào trong những cái núi non này kia tại người vì ta, người ta thích lắm người ta đi vô trong đó người ta thấy cảm giác là sống với thiên nhiên ha dạ, vâng. rồi nhiều khi à, tổ chức cắm trại rồi ở lại đêm trong rừng này kia đó nhưng mà đối diện với lại đó không có nhiều cái nguy hiểm lắm đi lạc đường có nè rồi mất phương hướng nè, thú. rồi nhiều khi gặp thú dữ nữa, nhất là trong rừng uh, gọi là Los Angeles National Forest đó, thì trong thời gian vừa qua có rất là nhiều gấu nữa quý vị nha, không phải là chỉ có ở Alaska mà có gấu đâu, ở đây cũng có gấu nè, sư tử núi nè, những con cáo nè, những cái con thú này kia thú hoang đó, mà chúng ta thì không có được quyền giết nó hay là chúng ta gọi là bắn nó gì cả, chúng ta đang ở sống trong một cái khu vực nó gọi là bảo vệ thú rừng nữa. Cho nên nhiều khi gặp chúng tấn công đó thì chúng ta phải có cái cách, là khi mà những người mà đi, đi đi rừng, đi núi như vậy đó, họ có những cái cách để mà họ à, à, bảo vệ cho bản thân khi mà gặp những cái trường hợp nó xảy ra như vậy. Thí dụ như là đi theo, đi đi, đi leo núi đi, đi vô rừng, đi à, chơi đi, thì có cái điện thoại iPhone như vậy đó, SOS nè, vừa có thể à, gọi cấp cứu được. Mà cũng có những cái kế hoạch, thí dụ như gặp con gấu thì mình đừng có bỏ chạy, quay lưng bỏ chạy mình phải nằm xuống như thế nào đó thì con gấu nó tưởng mình là đã chết rồi hay là mình đã đã không có tấn công nó thì thì nó quay lưng nó bỏ đi. Tức yeah. là có nhiều người người ta hoảng gặp con gấu cái là quay lưng bỏ chạy. là nó, nó, nó rượt theo đó nhờ, đúng rồi. Cho nên đó cũng là những cái cách mà chúng ta nên đi theo với lại những cái người mà có nhiều kinh nghiệm về vấn đề đi trong rừng trong núi hơn. À, chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương, thương mại bảo trợ cho cà phê sáng hôm nay. chương trình này được bảo trợ bởi chin và kim thư nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ việt nam 7149859999 và 7146577866. ev princess cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới không 1070 happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại mỹ bảy một và bảy một bốn sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife com Học khu Huntington Beach Union High School District TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, để bù thỏa đáng 714 Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Trở lại với phần thứ tư của cà phê sáng ngày hôm nay, à, với quý vị, ngày 19 tháng 11 năm ngoái, thì một người đàn ông cầm súng và xả súng bừa bãi vào một câu lạc bộ dành cho người đồng tính, người chuyển giới à, ở tại tiểu bang Colorado. Trong đêm hôm đó, thì những phát súng được bắn ra từ tay súng có tên là Anderson Lee Aldrich và người này vừa bị tòa án ở Hoa Kỳ phạt 2025 năm tù. 2000 năm tù, năm án tù chung thân, tức là 2000 mấy trăm năm tù ha và thêm năm bản án chung thân. Tại sao không là tử hình? Là tại vì mấy ngàn năm thì coi như là chết rồi. rồi. Tiểu bang Colorado không, không có được. án tử hình và người ta nói rằng là cũng có thể là phải có một cái gì đó nó exception có nghĩa là nó phải ngoại lệ để cho người ta có cái án tử hình đối với một người mà có một cái ý tưởng thù ghét ở trong đầu như vậy. Thì ngày 19 tháng 11 ông này cầm súng và bà xã súng bừa bãi vào câu lạc bộ Q ở tại Colorado làm chết 5 người và hơn 20 người bị thương. Thì thưa với quý vị khi mà đối diện với lại tòa án thì ông này ông nói rằng là với bốn trăm mấy những cái cáo buộc về tội thù ghét, tội giết người vân vân Ông nói rằng là ông nhận tội để tránh cho cái vấn đề ra tòa nó kéo dài Và ông nhận tội là những cái gì ông làm à, Ông tỏ ra là hối hận với những việc gì ông làm à, Người ta còn đang điều tra thêm là ông này à, còn có những người đồng phạm khác hay không Bàn tính với ông là tấn công những cái hộp đêm khác nữa hay không Và trong ông này nè là có cái tư tưởng thù ghét những người đồng tính hay là có thù ghét những người Á Châu riêng hay không nữa. Cho nên vẫn còn đang cuộc điều tra. Và tuy nhiên cái bản án mà nói đối với lại cái ông này đó thì bây giờ mình thấy 2 ngàn mấy trăm năm tù cộng cộng với lại nha năm, năm cái chung tù trung thân mà không phải là sự tử à. À, sống và sống đến đó là thành luôn xác ướp ai cập luôn đúng đấy. rồi xác ướp ai cập <laughs> à, thưa quý vị vừa qua thì um... À, uh, CDC đã công bố một cái ca nhiễm sốt rét đầu tiên của Hoa Kỳ sau hơn 20 năm không có một cái bệnh nhân nào bị nhiễm sốt rét ở Hoa Kỳ ừ. chúng ta cả. Và Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ ở uh, CDC ngày đầu tuần vừa qua đã cảnh báo về cái sự quay trở lại của những cái trường hợp mà mắc bệnh sốt rét tại địa phương và bệnh nhiễm trùng này nó không liên quan đến những cái người du lịch nước ngoài thưa quý vị. Ở uh, trong những cái năm vừa qua đó thì có đến là hơn 2.000 trường hợp những cái người bị bệnh sốt rét du nhập vào Hoa Kỳ qua con đường du lịch chứ không phải là tại Hoa Kỳ mà nó có một cái ký sinh trùng cái nhiễm nhiễm virus bị, bị sốt rét nhưng đây là cái trường hợp đầu tiên truyền qua mũi ở Hoa Kỳ của chúng ta sau hơn 20 năm và cho đến nay thì đã có bốn cái trường hợp mắc phải bệnh sốt rét tại địa phương ở tiểu bang Florida và một cái trường hợp ở Texas trong vòng 2 tháng vừa qua không có bằng chứng nào cho thấy rằng là các những cái vụ nhiễm bệnh này nó là có liên quan với nhau và nó từ những cái người du lịch ở ngoài nước vào trong Hoa Kỳ. kính à, thưa quý vị, mỗi năm thì như Lê Thái đã nói là có khoảng 2.000 cái trường hợp mắc bệnh sốt rét được chẩn đoán ở Hoa Kỳ, nhưng nó thường liên quan đến những cái người đi du lịch và hoặc là những người nước ngoài vào trong Hoa Kỳ chúng ta. Nhưng bệnh bệnh nhân mà bị nhiễm sốt rét mà cuối cùng á, vào năm 1970 và từ năm đó trở đi đến nay á, thì Mỹ của chúng ta đã tuyên bố là đã chận được bệnh sốt rét là và không có cái ký sinh trùng hay là những con mũi mang cái mầm bệnh sốt rét ở tại Hoa Kỳ kể từ năm 2003 và bốn người vừa qua bị sốt rét cũng đang được điều trị và đã bình phục rồi và như chúng ta cũng đã biết trong quá khứ thì cái bệnh sốt rét này nó là một loại ký sinh trùng nó được gây ra bởi một cái loại mũi và nó có thể gây tử vong và theo tổ chức y tế thế giới ước tính là căn bệnh này nó đã giết chết tổng cộng là 619.000 người trên toàn thế giới vào năm 2021 và nhưng cái căn bệnh này nó có thể được điều trị và chữa khỏi bằng những cái đơn thuốc mà chúng ta có thể kê đơn và các triệu chứng bao gồm là sốt cao, ứng lạnh, bệnh giống như là cúm, buồn nôn, tiêu chảy và cũng có thể xảy ra. Và các triệu chứng nó bắt đầu từ 10 ngày cho đến 4 tuần sau khi mà chúng ta bị cái con mũi này chích và một người bị nhiễm bị nhiễm bệnh đó, thì chúng ta có thể là uh, cảm giác rất là lạnh và cảm thấy ốm muộn khi mà chúng ta uh, không muốn ăn gì cả và cơ thể chúng ta xuất cân trầm trọng và CDC người ta khuyến cáo rằng những quý vị nào chúng ta mà có đi du lịch hay là chúng ta đi qua những cái tiểu bang mà đang có những cái ca bệnh thí dụ như Florida hay là uh, Texas thì chúng ta cũng nên mặc những cái áo dài tay đến những cái vùng mà đầm lầy hay là những vùng mà có uh, ao tù nước động này nọ đó thì quý vị có thể chúng ta cẩn thận chút xíu bôi những cái loại thuốc mà để mà chúng ta không có bị những cái con mũi này cắn chúng ta đâu biết con mũi nào đâu mũi Đúng sốt rồi. rét mũi sốt xuất huyết này nọ À, thành ra đây là một cái thông tin mà Lê Thái đưa đến quý vị à, về cái cảnh báo mới của CDC trong ngày hôm nay. Lê Thái có thấy là ở tại quận Cam mình bây giờ có nhiều mũi lắm không? Rất nhiều anh. Đó, chiều chiều đó mà nếu quý vị mặc quần đùi đó <laughs> mà đi ra ngoài sau vườn nhà của mình nữa nha. Và sau vườn nhà của mình có cồng cây cối này kia đó. Quý vị đứng đứng ngồi là thế nào cũng bị một vài con nó chích cho một phát. Thì mặc dù đó là chính quyền địa phương cũng có nhiều cái uh, phương uh, cái cái uh, phương cách để mà họ để mà giúp cho tránh mũi nhưng mà chúng tôi thấy là khi mà mình lái xe trên đường phố đó mình đi ngang mấy cái đường mương đó dạ, vâng. thì mình vẫn thấy là trong đó có nước mà nếu có nước mà nó động lại như vậy đó thì thế nào cũng là mũi tại sao họ không cử người để mà đi tới những cái đường mương như vậy để người ta phun những cái thuốc xuống đó để cái con lăng quăng nó không có sống được ha Thường là tiểu bang California của chúng ta thì nó có những cái mùa nhất định nhất là vào mùa hè này nè. À. Thì có bên bên phòng chống dịch bệnh của Hoa Kỳ chúng ta có những cái chiếc trực thăng những chiếc máy bay cũng đi ừ. rải thuốc như vậy ở trên cái vùng núi nhưng mà à, cái vùng mà ao tù nước động ở những cái con mương thì em nghĩ là lực lượng không có đủ để mà chúng ta làm cái điều đó. Nhưng mà khi mà phun thuốc bằng trực thăng như vậy đó nó có làm hư nước sơn xe của mình hay không? <laughs> nó làm ở trên núi ở những cái vùng mà vùng rừng này nọ nó thì em không biết đến nhưng mà thật sự là nếu mà hư hư nước sơn thì chỉ có chỉ có chúng ta tự chúng ta cào cái hư. Không, nói đúng ra đó thì mũi ở tại Mỹ này nó cũng khôn lắm khi chúng ta đứng ha nha mà mà không có mặc áo dài tay thì nó không có bay lợn vợ trước mặt mình cho mình thấy đâu nó bay nó, nó chích ở đâu dưới mắt cá chân không à nó đánh mùi được anh hay ha à, ừ. có nghĩa là nó không có thích cho mình thấy ở trên cái ngay cái vùng mà mình nhìn thấy được mà nó lại bay là tà là tà dưới đầu gối ở phía dưới đó mà mình không để ý đó là mình đứng nó một hồi là mình bị chích á kiểu giống như, như là mày mặc đồ hả tôi rửa à. chỗ mày không mặc nữa. đó đúng rồi <laughs> à, cho nên quý vị cũng cẩn thận là các rồi. em nhỏ nhỏ, nhỏ nhiều khi ra vườn chơi đó thì cũng có để ý là bị mũi À, mặc dù là người ta cũng cố gắng lắm nhưng mà tôi thấy là từ hồi mùa dịch tới giờ nha yeah. mũi nó càng ngày nó càng nhiều hơn đó. Yeah. Ừ. À, thưa quý vị đây là ông Pigozin ông trùm lực lượng đánh thuê Wagner. À, thì ngày hôm nay người ta hỏi số phận ông về đâu, à, ông đang ở đâu nữa người ta không biết nhưng mà theo như dữ liệu radar của những chuyên gia mà phân tích đó, thì chiếc máy bay À, đưa ông từ rostov on miền Nam nước Nga đã đáp máy bay xuống Belarus gần thành phố Minsk của Belarus và hiện nay đó thì chưa biết tương lai ông này nó sẽ như thế nào. Tại vì sau khi mà đạt được thỏa thuận à, một cái thỏa thuận giữa tổng thống của Belarus là ông Alexander Lukashenko cùng với lại tổng thống Nga là Vladimir Putin đó thì bên Nga sẽ không truy tố ông này không truy tố lực lượng vũ trang của ông này và đồng ý à, để cho ông này à, đi qua tị nạn ở bên Belarus. Thế thì có nhiều câu hỏi được đặt ra ngày hôm nay. Một số nước ở bên châu Âu nói ông này cùng với đoàn quân của ông đó mà mang qua Belarus thì khi mà chiếm, khi mà căn cứ được đóng ở đó, cái nước mà gặp nguy hiểm nhiều hơn nhất đối với là đoàn quân của ông Wagner này đó là Lutieana. Lithuania thì có thể gặp nguy hiểm là tại vì sao? Có những cái hiềm khích giữa quân đội của ông này với lại cái nước đó nữa. Cho nên nói rằng là quân đội người ta mấy ngàn tay súng như vậy đó mà nằm ngay một cái nước mà nó nhỏ như vậy đó thì cũng có gây nguy hiểm nữa. Cho nên hiện nay nước Đức đang báo động là sẽ theo dõi sát tình hình cái đội quân của ông này. Trong khi đó Quân đội của nga thì lại mất đi một cái quân đội gọi là đánh giúp mình đánh uh, Ukraine trong thời gian vừa qua. Một cái câu hỏi cuối cùng Lê Thái đặt ra là không biết đây có phải là một cái dở kịch, một cái kịch bản của không biết luôn. Của những cái quốc gia này ừ. sắp xếp với nhau hay không thì chúng ta cũng phải chờ đợi cái thông tin tiếp theo trong những cái chương trình, nhất là chương trình thời sự thế giới mà anh Hoàng Trọng Thủy sẽ đưa đến quý vị sau cái thời gian cà phê sáng ngày hôm nay. À, ngay sau cà phê sáng sẽ là chương trình thời sự thế giới. Chúng tôi uh, mong muốn quý vị vẫn giữ là chương trình làn sóng của Leader Sài Gòn TV. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại.